Kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay cô cùng với các bạn sẽ cùng nhau đi chữa bài tự kiểm tra cuối năm học trong cuốn sách Bài tập tuần toán 1 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Đây chính là để ôn tập để cho chúng mình chuẩn bị thi kỳ thi cuối kỳ sắp tới thật tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần 1, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1: số lớn nhất có hai chữ số là. Các con biết số lớn nhất có hai chữ số là số 99. Đáp án C. Câu số 2: trong các số 54, 67, 73 và 38, số nhỏ hơn 50 là. Vậy thì số nhỏ hơn 50 đầu tiên phải có chữ số hàng chục nhỏ hơn 50. Thì các con thấy ở đây có chữ số hàng chục nhỏ hơn 50 là số 38. Vậy thì các con nhìn cho cô đáp án là đáp án D, các con khoanh tròn đáp án D. Câu số 3. Trong một tuần, nếu ngày 1 tháng 5 là thứ hai thì ngày 6 tháng 5 là. Trong một tuần chúng mình có từ thứ hai đến chủ nhật. Về đây cô có từ thứ hai đến chủ nhật. Mình biết ngày 1 tháng 5 là thứ hai là ngày 1. Thế vậy ngày 6 tháng 5 là bao nhiêu? Chúng mình cũng đếm xem ngày 6 là bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy ngày 6 tháng 5 chính là vào thứ 7. Đáp án C. Câu số 4. Số gồm 3 đơn vị và 2 chục. Trong số có 2 chữ số thì hàng chục viết trước, đơn vị viết sau. Mình sẽ có 2 chục và 3 đơn vị là được số 23. Chúng mình khoanh vào đáp án D giúp cô. Câu số 5. Trong bảng các số từ 1 đến 100, số đứng trước số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là. Đầu tiên chúng mình nhìn cho cô số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Vậy thì các con nhớ cho cô để tìm số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, mình cần nhớ cho cô là số nhỏ nhất ở trong chữ số hàng chục là bao nhiêu? Đúng rồi, là 1. Vậy thì chữ số hàng đơn vị giống chữ số hàng chục sẽ là 11. Nhưng mình đang tìm số đứng trước, số đứng trước tức là mình sẽ bớt đi một đơn vị, vậy 11 bớt đi 1 còn 10. Đáp án là A. Các bạn hãy chọn đáp án A. Cô cùng với các con chuyển sang câu số 6. Câu 6, số ở đây mình có 67 cộng 12 lớn hơn hỏi chấm lớn hơn 61 cộng với 10. Các con cùng tính cho cô xem ở đây kết quả sẽ bằng bao nhiêu. 67 cộng với 12. Mình đặt tính ra nhá rồi tính giúp cô. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 6 cộng 1 bằng 7, viết 7. Vậy thì mình được 79 ở phía bên tay trái. Và mình tính ghế bên tay phải cho cô. 81 cộng với 10. Chúng mình cùng tính với cô. 1 cộng 0 bằng 1, viết 1. 6 cộng 1 bằng 7, viết 7, 71. Đây là hai số có hai chữ số. Hai số này đều có chung chữ số hàng chục là 7 và chữ số hàng đơn vị của số 79 là 9. Chữ số hàng đơn vị của 71 là 1. Thế vậy thì bây giờ muốn tìm số 79 lớn hơn hỏi chấm lại lớn hơn 71, chúng mình cần phải tìm số có chữ số hàng chục là 7 và chữ số hàng đơn vị phải nhỏ hơn 9 nhưng phải lớn hơn 1. Vậy nhìn vào các đáp án, các con nhìn cho cô. Những đáp án có chữ số hàng chục là 7 là gồm A, B và D. Nhưng để có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn 9 và phải lớn hơn 1 thì đáp án A là đáp án hợp lý và đáp án chính xác là đáp án A. Các bạn khoanh tròn vào cho cô. Cuối cùng các con chuyển sang câu số 7. Đề bài: mẹ ra vườn hái được 66 quả cam và chanh, trong đó có 23 quả chanh. Vậy mẹ hái được số quả cam là. Ở đây là mình biết được là hái được 66 quả cam và chanh. Và trong đó có 23 quả chanh. Vậy mẹ hái được số quả cam là. Mình biết được tổng số cam và số chanh là 66 quả và biết được số quả chanh là 23 quả. Muốn tìm số quả cam, chúng ta sẽ lấy tổng số quả chanh và cam là 66 trừ đi số quả chanh là 23. Chúng mình có phép tính 66 trừ 23. Các con đặt tính ra nháp giúp cô.
Chúng mình cùng tính với cô. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Vậy thì mẹ hãy được số quả cam là 43 quả cam. Đáp án B là đáp án chính xác. Câu số 8. Một sợi dây dài 46 cm, Hà cắt đi 22 cm sợi dây còn lại của Hà dài. Vậy thì ở đây chúng mình nhìn thấy đây là sợi dây dài 46 cm. Sau khi Hà cắt đi một đoạn như thế này bằng 22 cm thì đoạn còn lại chính là đoạn màu đỏ ở mũi tên này. Vậy thì các con tìm cho cô xem sợi dây còn lại này dài bao nhiêu cm. Cách làm chúng mình sẽ lấy sợi dây ban đầu là 46 trừ đi đoạn đã cắt là 22. Chúng mình có 46 trừ đi cho 22. Chúng mình cùng thực hiện phép tính với cô. 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Vậy sợi dây còn lại dài 24 cm. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúng mình cùng chuyển sang phần số 2, phần tự luận. Bài 1, đặt tính rồi tính. Để bài yêu cầu mình đặt tính và sau đó sẽ tính. Đặt tính mình sẽ đặt theo cột dọc và đặt thẳng hàng, thẳng cột với nhau. Khi thực hiện phép tính, mình sẽ thực hiện phép tính ở hàng đơn vị trước rồi mới đến hàng chục. Các con cùng làm với cô. 22 viết trước, cộng với 33 viết thẳng hàng. Đặt dấu cộng ở giữa. Các con lưu ý chuẩn bị thước kẻ giúp cô. Mình cùng thực hiện từ hàng đơn vị trước. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. 2 cộng 3 cũng bằng 5, viết 5. Đến với phép tính thứ hai, 31 cộng với 65. Chúng mình cũng đặt thẳng hàng cho cô và đặt dấu cộng ở giữa, bắt đầu thực hiện với cô. 1 cộng 5 bằng 6, viết 6. 3 cộng 6 bằng 9, viết 9. Vậy kết quả mình được là 96. Phép trừ mình cũng làm tương tự như hai phép cộng vừa rồi. Mình có 87 viết đầu tiên. 36 viết thẳng hàng, đặt dấu trừ ở giữa và mình cũng thực hiện phép tính với cô. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. 8 trừ 3 bằng 5, viết 5, mình được 51. Chúng mình cùng nhau đến với phép tính 68 trừ 53. Các bạn thực hiện với cô ở hàng đơn vị trước tiên. 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. Vậy mình được số 15. Chúng mình đến với câu cuối cùng ở bài số 1, 89. Trừ 59, các con lưu ý nhớ đặt thẳng hàng với nhau, đặt dấu trừ ở giữa và kẻ ngang. Chúng mình cùng thực hiện ở hàng đơn vị trước tiên. 9 trừ 9 bằng 0, viết 0. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Vậy kết quả của phép tính 89 trừ 59 bằng 30. Các bạn cùng nhau chuyển sang bài số 2 với cô. Bài 2 yêu cầu mình điền số. Ở đây các con thấy mỗi phép tính đều có một ô trống. Ô trống này là mình cần điền vào để cho phép tính hoàn thiện thành một phép tính đúng. Ở đây mình có 61 cộng 7 bằng bao nhiêu? Các con cùng thực hiện với cô. Số 7 là ở hàng đơn vị, mình sẽ lấy 1 cộng 7 bằng 8 và viết hàng chục giữ nguyên là 6. Đến với phép tính thứ hai, bài này các con sẽ chuẩn bị cho cô một tờ giấy nháp ở bên cạnh. Chúng mình cùng thực hiện với cô. 77 trừ cho ô trống, mình cũng biết cỡ viết ô trống ở bên dưới, đặt dấu trừ ở giữa và bằng kết quả bằng 43. Mình thực hiện phép tính như bình thường từ hàng đơn vị trước sau đến hàng chục. Vậy thì 7 trừ mấy sẽ bằng 3? Đúng rồi, 7 trừ 4 sẽ bằng 3. Vậy thì hàng đơn vị của số cần tìm sẽ là 4 và 7 trừ 3 sẽ bằng 4, hàng chục sẽ là số 3. Mình được số 34, các con viết vào ô trống cho cô số 34. Tương tự như vậy đến câu ô trống cộng 12 bằng 45. Chúng mình cũng viết ô trống nháp cho cô. 12 viết thẳng hàng, đặt dấu cộng ở giữa, quả bằng 45. Các con nhớ cho cô số nào cộng 2 để bằng 5. Đúng rồi, 3 cộng 2 bằng 5, vậy hàng đơn vị sẽ là số 3. Và 3 cộng 1 bằng 4, hàng chục cũng là số 3, mình được số 33, các con viết vào ô trống giúp cô. Phép tính thứ tư ở đây trong một phép tính có hai phép tính trở lên, hai dấu trở lên, mình sẽ thực hiện từ trái qua phải. Các con cùng thực hiện phép tính 34 cộng với 23 với cô.
Mình cùng nhau đặt tính ra nhé. 54 cộng với 23. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Vậy mình là số 57. Vì là nháp cho nên trừ 37, cô sẽ viết số 37 thẳng hàng luôn. Đặt dấu trừ. Và chúng mình cùng thực hiện phép tính với cô. 7 trừ 7 bằng 0, viết 0. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. Mình được số 20, đáp án là 20, điền vào ô trống. Tương tự với phép tính vừa làm, phép tính tiếp theo chúng mình làm. Thực hiện từ trái qua phải, 65 trừ 10. Ở đây các con trừ luôn cho cô, đây là số tròn trục. Vậy thì mình sẽ có hàng đơn vị là 5 trừ 0 sẽ bằng 5. Hàng trục là 6 trừ 1 sẽ bằng 5. Mình được số 55. 55 mình sẽ cộng với 32. 32. Chúng mình cùng tính với cô. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. Vậy đáp án cuối cùng mình ghi vào ô trống chính là số 87. Các con viết vào giúp cô. Cô cùng với các con sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bài 3. Cho các số 47, 32, 83 và 91. Câu A. Viết các số theo thứ tự giảm dần. Ở đây các con cần lưu ý cho cô thứ tự giảm dần. Thứ tự giảm dần là sao? Là mình sẽ viết từ số lớn nhất trong dãy số dần dần xuống, giảm xuống dần đến số bé nhất trong dãy số. Vậy thì để làm được bài này, các con lưu ý cho cô chúng ta sẽ so sánh chữ số hàng chục của các số với nhau trước tiên. Cô cùng với các con đi so sánh chữ số hàng chục. Ở đây cô sẽ có tia số từ 0 đến 9. Bây giờ cô sẽ viết chữ số hàng chục 4. 17 là 4, thì cô sẽ viết dưới số 4. Của 32 sẽ là 3, viết dưới số 3. Chữ số hàng chục của 83 là 8, viết dưới số 8. Và cuối cùng 91 sẽ là 9, viết dưới số 9. Thứ tự giảm dần là mình sẽ viết từ lớn đến bé. Vậy thì số nào ở sau rồi đấy sẽ lớn hơn, mình sẽ viết từ cuối hàng về ngược lại. Nhìn ở trên tia số các con đã thấy thì số 91, rồi số 83, 47 và cuối cùng là 32. Các con viết vào ô trống giúp cô. 91, 83, 47, cuối cùng là 32. Câu B. Số lớn nhất là và số bé nhất là. Dãy số trên câu A mình đã vừa viết theo thứ tự giảm dần. Vậy thì số lớn nhất sẽ đứng ở đầu tiên và số bé nhất sẽ viết đứng ở cuối cùng trong dãy số. Vậy số lớn nhất chính là số 91. Và số bé nhất chính là số 32. Các con viết vào ô trống giúp cô. Cô cùng với các con chuyển sang bài tập số 4. Bài 4. Đề bài: lớp 1A có 37 bạn, trong đó có 22 bạn nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nữ? A. Viết phép tính thích hợp và B là trả lời. Vậy thì các con cùng nhau phân tích đề bài với cô. Đây là một lớp học, lớp 1A có tất cả là 37 bạn, bao gồm cả bạn nam và bạn nữ. Trong đó mình đã biết được có 22 bạn nam. Và hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nữ? Bao nhiêu bạn nữ? Vậy thì chúng mình biết được tổng của bạn nam và bạn nữ là 37 bạn. Muốn tìm số bạn nữ mình sẽ lấy 37 trừ đi 22. Các con cùng thực hiện phép tính với cô. 37 trừ 22. Chúng mình cùng đặt tính ra nháp với cô. Đặt dấu trừ ở giữa và mình cùng nhau thực hiện phép tính. Đầu tiên, từ hàng đơn vị trước tiên, 7 trừ 2 bằng 5, viết 5, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Vậy mình được số 15 bằng 15. Trả lời, thì vậy thì mình sẽ trả lời là lớp 1A có 15 bạn nữ. Các bạn chữa bài vào giúp cô. Vậy là cô cùng với các con đã chữa xong bài tập 4 ở trong đề kiểm tra hôm nay, cũng như là bài cuối cùng. Cô hy vọng các con sẽ ôn bài và làm bài lại một lần nữa để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Cô chúc các con có một kỳ thi thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video lần sau.